Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mình sẽ làm món gà, mình nấu cháo đậu xanh nha. Thì ở đây mình sử dụng một con gà này là con gà cái hoàng không rà ri á. Rà ri là loại này là loại già nó đẻ trứng, cái loại này là gà nó đẻ trứng rồi ha. Thì mình sẽ sử dụng một con này khoảng là 900 g đậu xanh. Đậu xanh ở đây thì mình nhà mình có đậu xanh nguyên hạt thì mình sử dụng cái loại đậu xanh này, mình ngâm đây khoảng là 2 tiếng rồi. Nếu các bạn các anh chị mà mình muốn nấu cho nhanh thì mình nhà ngâm khoảng 3-4 tiếng trở lên thì cái đậu xanh này mình nấu cháo rất là ngon nha, rất là nhanh. Ngoài ra thì ở đây mình sẽ sử dụng thêm cái phần gạo nữa. Trước tiên gà thì ở đây thì mình đã làm sạch rồi, sau đó thì mình sẽ cắt từ khúc nhỏ ra để mình nấu cái phần cháo ha. Đây mình sử dụng một cái kéo này, kéo này là cắt xương nè, mình cắt gà, cái xương gà ha, xương vịt ha, xương rất là nhanh nha, nó cứng như mình cắt được. Phải mất công là mình phải lấy thớt, phải lấy dao mình chặt ra. Với cái kéo này mình cắt gà rất là nhanh nè. Đợi phần hành tỏi này nó phi, mình phi nó vàng thơm rồi. Giờ mình sẽ cho cái con gà xào cho nó săn lại luôn. Qua khi trước con gà này nó đã săn lại rồi thì mình sẽ cho nước vào. Cái này mình sẽ cho phần gà với đậu xanh vào mình nấu trước rồi mình cho gạo vào sau ha. Đậu xanh này hạt nguyên hạt nên nó lâu, mình sẽ nấu. Vì gà này già nên mình sẽ nấu chung với phần đậu xanh. Còn nếu các anh chị, các bạn nào mà sử dụng cái gà non á, còn gọi là gà ác á, thì mình sẽ xào sao rồi mình để vô cháo và đậu xanh nhừ rồi mình hãy cho vào luôn cũng được luôn nha. Chờ cái nồi này sôi lên rồi nè, bây giờ mình sẽ cho gạo vào nha. Cái này cũng tùy theo thích tặc hay là mình ăn loãng ha. Nay giá múc canh này mình sẽ cho khoảng là 3 đến 4 giá múc canh. Thì các bạn có thể là mình sử dụng nửa chén gạo cũng được.
Nếu ăn đặc thì mình sử dụng nhiều, tăng lượng cái phần lượng gạo lên. Sau khi cho gạo vào trong đây rồi thì mình sẽ cho ở đây là khoảng là một muỗng cà phê đầy muối bọt. Mình sử dụng cái muối thường nha, sử dụng một tí xíu bột nêm thôi, và mình vặn cái lửa vừa thôi để mình nấu cái phần cháo này, hớt bọt ra ha. Bây giờ mình nấu cái phần cháo này nó đã lâu rồi nè, hơn 40 phút rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ nêm nếm lại nha. Khi cháo nhừ rồi mình nêm nếm lại cái phần cháo này luôn, nó mặt đậu nó nở rồi nè. Vì mình sử dụng đang sử dụng là đậu nguyên hạt nên nó sẽ không có nhừ như là mình sử dụng cái đậu nửa hạt nè. Bây giờ mình sẽ nêm nha, nãy mình sẽ đã cho muối rồi á. Bây giờ thì mình sẽ dặn cái lửa nhỏ lại, mình sẽ cho ở đây khoảng là 2 muỗng cà phê hạt nêm. Nếu các anh chị nào mà chúng ta có ăn bột ngọt thì mình sẽ cho một tí xíu bột ngọt thôi. Cái phần cháo đậu xanh này nếu các bạn mà thích ăn ngọt á, mình có thể là mình cho mướp non vào, hoặc là mình cho cái môn á, môn ngọt của mình á, loại môn non á. Phần nêm gia vị này thì mình sẽ cho thêm một tí xíu muối nha, mình nêm theo cái khẩu vị của mình nha. Muốn ăn đặc hay lỏng gì thì cũng tùy theo mình, thì mình thích ăn như thế này nó vừa rồi, vừa có cái vừa có nước. Còn nếu mà muốn ăn lỏng thì mình cho thêm nước vào, hoặc là muốn ăn đặc thì mình nấu thêm ha, thời gian mình nấu thêm. Con gà này không có sợ mà bị mềm, mình nấu đây khoảng là 40 phút á, 45 phút mà nấu con gà nó cũng chưa mềm nữa nè. Nhưng mà mình thích ăn giòn thì mình sẽ nấu cái thời gian này, thích ăn mềm nữa mình nấu cái thời gian lâu hơn chút nữa nha. Sau đây mình nếm vừa ăn rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần hành này vào, cho hành ngò vào trong đây luôn ha. Bật bếp luôn. Rồi nè các bạn và các anh chị, như thế là mình đã làm xong cái phần gà đó, mình nấu với cháo đậu xanh rồi. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.